em chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Tiếp một bộ gọi là siêu phẩm trong cực phẩm đây. Bộ này có tựa đề là Tiểu Đề Của Ta Là Yêu Vương. Nghe cái tựa đề thôi đã thấy bộ truyện rất là hay rồi. Anh em cố gắng theo dõi hết bộ truyện nhé. Nhớ like và đăng ký kênh nhiệt tình nhé. Và để lại cảm xúc của mình dưới phần video. Mình mong là anh em cứ đọc vào tập nào thì để lại cảm xúc tập đó. Thành phố Hán Vũ, khu khai phá Hạ Hồ. Nè, nghe nói vừa nãy cháy nổ rất là nghiêm trọng, nhưng mà ở xa quá cũng không nhìn thấy cái khối đen gì cả. Hay cái con khối trưng như vậy không? Hay là chụp một bức đăng lên què nét nhỉ? Tin tức: nhà máy hóa chất dùng thành phố khai hóa Hạ Hồ, thành phố Hán Vũ xảy ra cháy nổ. Nhà máy hóa chất Dung Thành ở khu khai phá Hạ Hồ, thành phố Hán Vũ bị cháy công xưởng. Trước mắt không có người thương vong, cư dân xung quanh đã được cứu rồi. Ai chữ càng ít thì sợ việc càng lớn rồi. Tại sao năm nay toàn là tin tức xấu thế nhỉ? Ai chà chà chà, còn có bình luận nói mạc thế sắp tới đi chứ. Ai bắt đầu từ năm 99, sau đó lại đến năm 2000, rồi đến năm 2012 là mạc thế, mà hiện tại đã là 2021 rồi. Vẫn còn có người tin cái tin tức này nữa chứ. Ai... nên không có việc xảy ra chuyện lớn. Nhìn thì không có nhiều khối mà ta. Chẳng qua xe bớt hẳn là sẽ không đi hướng này rồi. Hai tôi bỏ đi, không chờ xe nữa. Đi đường tắt về vậy. Không trông chờ giao thông thông hành từ hang vụ được rồi. Double kill, triple kill. Không sai được, không sai được. Đây là đánh liên quân rồi. Ai đường giữa, đường giữa. Ai chà, xích chút nữa thì qua là kill rồi. Mà hết đỡ anh xanh là anh con tem rồi. Tới rồi, tới rồi. Có người tới rồi, chà, dầm trên mặt ta rồi. Dầm phải cất chó rồi. Cuối cùng bản yêu vương cũng được đợi được rồi. Đầu má cái quỷ gì vậy trời. Trời ơi, sắp qua là kêu mà gặp cái thằng nào vậy trời. Đây là cái quỷ gì vậy? Quái xúc tu à? Trông Ami, Slim hay là Giver? Ai ôi gờ tờ quá biết thái. Ai cứu mạng nữa. Nhưng ký kết hiệp ước. Một hồi sau. Ai không cần, nơi nào cũng không được. Yêu tà lùi tán thái thương lão, cấp cấp nghe lên. Thượng đế phù hộ, ai gì đà bật, amen, hallelujah. Ủa, ai đầu óc không sao, xương khớp cũng không sao, chân tay vẫn còn nè. Cái đó cũng còn luôn. Người này mà không sao, không to lên được, cũng không nhỏ đi, hên quá. Cái đầu mó mình đang nghĩ cái gì vậy trời. Chắc là gần đây nóng quá bị cảm nắng thùi, hồn mê xuất hiện ảo giác rồi. Nhưng mà nếu như hồn mê, tại sao lại có cảm giác sáng khoái kỳ chứ? Khu khai phá Hạ Hồ, khu dân cư Nam Hồ. Chẳng lẽ mình hồn mê rồi? Con năm mộng sừng quá không biết xấu hổ à? Nhật và mà, đưa điểm cao nhất trường nghệ thuật bao giờ mà tiệc đây? Chú lầu, chú, quán thằng con chú trước đi. Cháu vừa mới thấy nó đi tìm nét đó. Hả, cái thằng chó này không bao giờ. Không phải là bảo đi học thường hay sao? Nó là chó thì ông là gì chứ? Tôi là Lâm Nhất Phàm, 18 tuổi sinh viên có điểm vẽ cao nhất trường mỹ thuật Hán Vũ. Đáng tiếc là toán văn là quá kém. Thiếu 100 điểm nếu không thì tuyệt đối có thể đổi trường mỹ thuật rồi. Thấy chưa? Thiếu 100 điểm là anh em hiểu rồi đó. Là điểm có 100 là mát thôi mà thiếu tận 100. Luôn cảm thấy trên người đầy bùn ớt, bùn đất và đi tắm cái đã. Nói chung là mặc dày một chút cũng thì lại, nhưng bố mẹ không chịu nổi rồi. Cho nên hai người lấy cớ ra ngoài du lịch mà tránh tôi vài ngày. Vừa nãy con biết mới đến em đẹp nào mà sướng thế nhảy. Vấn đề là mặt mũi ấy mà, không có vấn đề gì cả. Kiểu gì tôi cũng sẽ đổ vào đại học lớn, bố mẹ vì sẽ vinh hạnh vì tôi. Nếu
Có tơ mơ lại một lần nữa thì tốt rồi. Mình phải nhìn kỹ dáng vẻ của người đẹp mới được. Ta hận. Một chút nhấp nhô trước mắt có là gì chứ? Cuộc đời của Lý Nhất Phạm tôi khẳng định là vô cùng xuất sắc. Hả? Tự dưng thân lạnh thế nhỉ? Trời đổ gió à? Ông ơi đầu tai quá. Sườn ngôi chất dùng thành. Báo cáo cấp trên. Lần này có 72 con phong yêu kén đập phá kết giới. Chúng ta đã tiêu diệt tại chỗ 13 con yêu vật trong kén. Tóm lại là 33 con. Đến vị trí tìm là 25 con. Trốn một con trốn thoát rồi à? Đi đâu rồi? Cái gì vậy ta? Trận đầu tiên phá kết giới và kén rộng. Ngay lúc đó thì đã phun lửa đến nát rồi. Mà chúng ta kiểm tra video giám sát lúc nổ tung đã là kén rỗng rồi. Tại sao? Đã kiểm tra đất xung quanh chưa? Đã kiểm tra rồi. Hắn là mảnh vụn sau trận nổ. Xét nghiệm xương cốt còn lại là đất đai xung quanh thì không thấy bất kỳ yêu lực nào. Tiểu Bạch. Yêu giới cũng đã bắt đầu chơi cái trò chơi kế hừ hừ thực thực rồi sao? Giới yêu tộc này cuối cùng cũng có chút thú vị rồi. Con nhỏ này là con nào cũng biết, nhìn có vẻ rất là cao thủ. Ta thật hận tất cả đều là giả. Âm thanh gì vậy ta? Đều là giả. Khước chủ tứ là giả. Mục đích của ta là để cho ta làm tiền phòng phá kết giới cũng là giả. Hả? Cái gì vậy? Sao lại có lạnh lạnh sống lưng gì? Trời ơi, ôi cái khỉ gì vậy trời? Ơ quỷ, ta muốn ăn ngươi. Ôi mạn tình tôi rồi. Ây da, chuyện gì? Khổ ước đã chết này. Hả? Đây là. Ui, thiệt là nguy hiểm. Cái quỷ gì vậy trời? Hài khổng kiếp, tại sao có ước lại biến thành nhân loại là chủ, bạn yêu là đô bọc chứ? Ta phải ăn người, có ước chủ tế thông dụng truyền lại từ thời thượng cổ, tại sao lại là ngược, bị ngược rồi? Như thế, ta không có cách nào giết chết hắn rồi, tức chết ta rồi. Ây da, ăn con mẹ mày nè. Ây da, đây, rốt cuộc là... Hài. Giỏi thì giết ta đi, hôm nay ta không phải người chết thì ta giống. Rốt cuộc thì người là gì? Là thứ đồ vật gì chứ? Hay người mới là đồ vật, cả nhà ngươi đều là đồ vật. Ta là yêu vương, danh tiếng lấy lưng. Mà ta tên là gì ấy nhảy? Thôi ta được rồi. Ngươi không phải là đồ vật, ngươi là đồ chơi thông minh đúng không? Hay vừa nãy thân hình của người to lớn như vậy, là chuyện gì, ảo giác sao? Ai người mới là đồ vật, mau thả bán yêu vương ra. Tài liệu chân thật quá nhỉ. Dao cắt, đốt lửa đốt đều không có tác dụng. Hơn nữa không tìm thấy đường nối vào vít, hay là trực tiếp con mở mặt ngoài nhảy. À giờ người muốn làm gì? Người là ma tộc sâu, giết yêu rồi, cấu mạng. Chất lượng khá tốt đấy, chẳng qua là thiết kế. Thiết kế trình tự giờ tiết với chút hình ngọc ngơ rồi nha. Hiện tại là 20 giờ tối, ngài có một nhắc nhở, nội dung là đi nhà chị gái hàng xóm cho chó ăn. Đây là pháp ký truyền thành sâu, hay là yêu tộc, không biết tên, tại sao đột nhiên lại nói chuyện, miệng của nó nằm ở đâu? Đúng là từ trên núi mà thời quá khứ lên hiện đại có khác hiên. Ai bỏ đi, trở lại rồi tính. Chó nhà chị thường ngữ thì càng quan trọng hơn. Ai không đi cho nó ăn, có khi nó lại phá phách à. Ai đừng nghịch nữa, đừng có nghịch nữa, cho vào lò, đợi lát nữa tao quay lại. Hả, lò vì sống? Đó là cái lò gì, ta chưa từng nghe thấy. Chẳng qua ngươi cho rằng dùng mấy cái thứ này có thể phong ấn bạn vừa gừ. Ta lần ta vùng ta vẫy hay.
Ê, tới rồi tiết cào nhĩ đà đừng có vội. Ai đầu ngốc màu lên, ngươi muốn bốn đại gia chết đuối à? Sau đó thì thừa kế cơm chó của bốn đại gia sau. Ai đầu ngốc cho ta bà gái đi, bà gái ta muốn bạn gái. Mau lên nếu không ta cắn người đó. Cái gì, chó đang nói chuyện? Cái gì, chúng mày gọi tao cái gì? Chúng mày có thể nói chuyện? Nhìn thôi là biết thằng mày đã đọc ý nghĩ của con chó rồi. Hả, nói chuyện gì? Gọi mày đồ ngốc thì là làm sao? Bọn chống thì bà gái cho tao đồ ăn cho đi. Đúng 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 đúng. Đồ ngốc bộ này già không nói chuyện. Mày không nghe thấy cái gì hả? Đây là ý nghĩ của con chó. Dạ má ơi, là đang nằm mơ. Thế là chó chết đuối luôn. Hả, ngất đi rồi sao? Bây giờ làm sao? Còn cha nó chứ, em chỉ còn bạn gái. Ai, hay là mày ấy nó một phát. Ai, nhưng mà lần trước em ôm chân cô chủ đã bị đánh cho một trận tơi bời xì chết đó. Nè đồ ngốc à, sao lại không phải là cô chủ chứ? Hơn nữa nó đã ngất đi rồi. Dạ, vậy đó em thử. Thử đi. Sẽ không đánh em chứ? Hẳn là không rồi. Hai con chó này. Chó chết mày dám. Tao đập chết mày. Úi cha ơi, cái gì vậy? Thôi thằng nhỏ rồi. Ấn. Ai dồ, nhị đà bị biến thành một đống rồi. Chào người dám bắt trói chém đốt bụng yêu vương thì thôi đi. Ấy cái méo gì đây? Lại còn dám dùng cái gương mặt đẹp trai bản yêu vương để đập cái thứ bẩn thỉu kia. Ta phải giết chết các người, giết chết tất cả. Tức quá, tức quá. Hóa hình yêu vương. Chó cũng biết nữa. Không ngờ có đại yêu vương hóa hình xuất hiện ở đây. Có bốn đại gia. Cho rằng đại gia gì ha ha, ăn chay hay sao? Con chó nhìn có vẻ ghê vậy. Chờ đã. Chết cha, chó biết xài iPhone kìa. Kết bạn cần thiết xin đừng bắt chước. Gặp phải thì hãy báo cảnh sát. Hả, kỳ là mình cái gì? Cái con cẩu yêu kia đang làm gì vậy? Ai, con chó biết gọi điện ư? Có đại hình, đại yêu hóa hình. Ai đó, cứu mạng, đại yêu hóa hình đến tôi. Sắp chết cẩu rồi. Nhưng, cái khỉ gì vậy trời? Gọi điện thì dữ, mà cầu cứu thì nhát. Mày đang chọc cười tao đấy à? Ai, lực yêu lực ở nhân giới tiêu tán nhanh quá. Để nhìn xem bọn chúng định làm cái gì. Á, à, chào ngài. Ê, chết chà, đây là lâu nè. Ai, cho chó ăn thôi. Vẫn mới được. À, cái tình tiết cẩu huyết gì vậy trời? Đây là đau trứng quá. Ai, cái đồ ngốc, người mau lắp lại cái máy cho ta, bốn đại gia không biết làm. À, bê, may mắn, mình vừa ứng nhanh quá, mình có thể có kịch trí rồi. Ảo giác, đây đều là ảo giác, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Theo như đề phán đoán thì chắc chắn là cái thằng này đọc được gọi là ý nghĩ hoặc là nói chung là đọc được ý nghĩ của người khác gì đó. Chỗ nhà tầng thường ngữ có thể gọi điện thoại ư? À đây, có chút thú vị rồi nha. Chẳng qua thiếu nữ thiên tài tầng thường ngữ y quỳ 180 lại để cho một thằng nhóc ti tiện vào phòng của em. Chật chật chật, bản này nhân có trọng em mà. Khiến tôi rất thất vọng đó. Chẳng qua rốt cuộc em sẽ là của tôi. Chắc chắn là của tôi. Còn rắn biến thái đâu đây? Ừ? Tổng biên tập S. Hố tử à? Tôi mời tổng giám đốc Long Hoàng đàn thằng trình hóa tới núi Hoàng Long của thành phố ta tiến hành một cuộc giao dịch bí mật. Tư liệu thì tôi đã gửi qua email cho cậu rồi. Quy củ cậu nhớ chứ?
Anh chụp nét có cách gọn tu lá 10 dạng, một tay giao tiền, một tay giao ảnh. Ồ, lại còn có đơn hàng rồi. Là người hơi quỷ thì công tác quan trọng nhất. Tần Thường Ngữ, để tôi trở về tìm em chỉ không thoát đâu. Đều là giác à? Nằm ngủ một giấc, thế giới lại như thường. Mục tiêu của mình là đỗ đại học mỹ thuật, sau khi tốt nghiệp chế tạo game thì nỗ lực kiếm tiền, trở thành CEO cưới bạch phù mỹ. Thực ra là chỉ thương ngữ cũng được, đi lên đỉnh cao của cuộc đời. Cuộc sống lý nhất phẩm, ta nhất định rất xuất sắc rồi. Ai quái cái gì, đều là giả, căn bản là không tồn tại. Ai định coi quái? Alo alo, tại sao lại không có âm thanh đã cúp rồi? Đi tiêu mại, tìm địa chỉ có tín hiệu này đi. Khu dân cư Đàng Hoàng, Đăng Tuần, tôi nhà một phòng 502, chú phòng là Tần Thường Ngữ. Nhờ cô ấy 90%. Lại là nhị Hà gọi điện rồi hả? Lại lại là con chó nhị Hà ấy gọi điện thoại báo cảnh sát lắm à? Cái con chó ngốc đó một tháng gọi 3 lần, tôi cùng bà nó lại không có khế ước với yêu tộc, không hiểu nó đang nói cái gì. Hơn nữa mỗi lần đi tìm hiểu tình hình huống thì không phải thì nó đánh nhau trộm đồ, thì là tân nữ sĩ quên cho nó ăn. Hay chúng ta là cục quản lý hiện tượng đặc thù, không phải bảo mẫu của yêu tộc, đừng có quản nó. Thì có thể nói là yêu tộc toàn cầu. Đội trưởng Trường à, tôi cảm thấy vẫn nên sử dụng máy kiểm tra yêu lực ở gần đó xem sao. Cái gì? Không cần, cô cảm thấy tôi cần. Tôi cảm thấy cô chỉ là thực tập sinh, dựa vào quan hệ mà tiến vào cục quản lý. Muốn làm gì phải nghe lời cấp trên, có hiểu chưa? Dạ, hiểu rồi ạ. Ai, thật là lắm chuyện. Đêm kia rồi còn muốn tìm hiểu cái tình hình vì cái con chó ngốc kia, thì tôi làm gì có thời gian nghỉ ngơi chứ. Tôi đi ngầm nghỉ trước đây, cô tiếp tục trực ban đi. Không có việc gì quan trọng gì thì đừng có làm phiền tôi, có hiểu chưa? Nhưng việc này có cần nói với chị họ một câu không nhỉ? Người tại sao vẫn còn ở đây? Tôi cũng còn muốn, nhưng đôi khi khế ước với người thì ta đâu có còn có thể đi đâu được chứ. Ký khế ước? Ký khế ước cái gì? Hợp đồng đâu? Chúng ta lập tức giải ước. Mình vẫn còn rất là ngây thơ vô tội già, ngây thơ đến có tội luôn. Ta cũng muốn giải ước đây nè, nhưng mà không giải ước được. Hiệp ước chủ tớ truyền lại từ thời thượng cổ, người muốn giải ước là giải ước được sao? Ta cũng muốn lắm chứ. Người đã cầm đồ ăn cho chó sao? Người trộm đồ ăn của nhị hại có phải không? Ta xem người là muốn ở lại lừa ăn lừa uống của ta có đúng không? Cái gì không giải ước được, ta không tin. Thật sự không đi được, có bản lĩnh thì người cứ đưa ta đi đi, ta đảm bảo phối hợp với người. Được lắm, đây chính là người tự nói đấy nhá. Tập bà chuyển phát nhanh có phải không? Tôi có hàng mẫu tới hàng nhà cửa đi. Dần đồ chơi thủ công dán bằng dính toàn toàn có thể cử động. Không cần tiền đặt cọc thì thôi đi. Đồ thủ công chắc quý lắm, cọc bao nhiêu đây? Anh có gì mong chờ mất hàng sau đó bắt đền tôi ư? Gửi đến núi Himalaya, chỉ cần có thể gửi đi thì sao cũng được. Người lại dám bán tờ đi. Gửi đến núi Himalaya, anh xác định sao xa như thế thì tiên ship đắt lắm đó. Chỉ cần có thể gửi đi thì sao cũng được. Bán ta đi thật là trời, cuối cùng cũng được thành tình rồi. Sao mình lại thông minh thế nhảy? Núi Himalaya, ta không tin là ngươi có thể tìm được đường về đây. Nhưng ai cũng dám nói cái gì là hiệp ước không đi được đến ăn vạ ta. Ai không có cửa đâu. Ôi đồ ngốc à, có phải ngươi có chút hiểu lầm về hiệp ước và không đi được có đúng không?
Ai nói đi, làm thế nào thì người mới có thể thay cho ta? Ta còn là một đứa trẻ thùi, ta còn phải đi thi đại học nữa. Mày trông mặt quá, người ta thật ra ta có biện pháp. Ai, có rất nhiều việc hiện tại ta không nhớ rõ. Nhưng mà ta vẫn nhớ được một loại phương pháp giải ước đó. Hai bên đồng ý, hơn nữa cùng đẳng cấp. Ở miếu yêu hoàng cử hành nghi thức, tương ứng là có thể giải trừ được rồi. À, miếu yêu hoàng là miếu gì vậy? Ai còn gọi là miếu yêu oa hoàng, miếu nữ oa đó. Ồ, cái này thì chắc dễ tìm rồi. Có thời gian thì tra trên bản đồ. Nghi thức thì sao? Còn một số tài liệu trận bàn, pháp bàn, tài liệu cực phẩm chế tạo trận pháp. Còn có linh thạch dùng để vận chuyển năng lượng nữa. Linh thạch, vừa nghe đã biết là bảo vật vô giá rồi. Người muốn kẻ nghèo khó, bần hàn như ta đi, đi đâu tìm linh thạch đây? Đừng có nói nữa, ta đi chết đây. Ai, từ từ đẳng cấp tương đương. Hiện tại đẳng cấp của ngươi là Thông Thiên Đại Thánh Di Hầu Vương, Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương, Tốc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, Hồn Thiên Đại Thánh Bàng Ma Vương, Dị Sơn Đại Thánh Sư Đà Vương, Khẩu Thần Đại Thánh Giá Tượng Vương, Ta Lệ Vương. Thì biết đại thánh không? Ta là thực lực gần với 6 vị đại thánh nhất trong nhiều giới đó. Hai, ngươi đừng có nói phét nữa. Dáng vẻ này của người mà cũng dám xưng lệ vương, thực lực gần đại thánh đi chứ. Ai, ta có vượt thực lực y vương chứ. Vậy tiểu vương là đẳng cấp gì của nhân tộc? Nhân tộc Đồ Kiếp Nguyên Anh, Kim Đan Trúc Cơ Luyện Khí và Khí Cảm. Yêu tộc thì là yêu vương, yêu tướng, đại yêu, tiểu yêu, tâm trí và khai trí. Hắn là tương đương với trúc cơ, hoặc là mạnh hơn luyện khí trung kỳ một chút. Hả? Ngươi đợi chút rồi hả? Ta đi chết đây. Trúc cơ mới giải ước được với người ư? Cây đậu má khó hơn lên trời. Ai, thử xem sao, làm người mà không có mộng tưởng thì khác gì cá mặn đâu chưa. Vậy ngươi có thể giúp ta tu luyện. Nghĩ lại thì nếu như không cẩn thận bước lên con đường tu tiên có vẻ cũng khá khá. Bắt đầu từ Bảo Tiêu thăng cấp lên CEO, cưới Bạch Phú Mỹ, nhân sinh của Lý Phàm ta chắc chắn không phải là bình phàm. Ai, người nghĩ thì hay lắm. Ta là yêu quái, nào biết công pháp tu luyện của nhân tộc các người chưa? Ai, người đợi đó, ta đi chết vài giờ thì ngày mai lại nói tiếp. Hả? Tại sao lại là ta phải học lại chứ. Ta phải đi thi đại học đó mà. Sáng sớm hôm sau, chủ nhân có điện thoại gọi tới. Ai đó, một sáng sớm đã gọi ta vậy? Alo, bố à, cái gì? Giờ bố mẹ đang ở nhà du lịch xong rồi. Hả? Nghi thức trường thừa, đạo sĩ còn bốn. Đây đã, ông nội à, không phải là đạo sĩ giả sao? Và chúng ta có truyền thừa ở đâu ra chứ? Ai, gọi mày về nhà thì về đi. Về rồi bố mẹ sẽ giải thích cho mày nghe. Đạo sĩ giả, người có sợ không? Đạo sĩ giả, đạo sĩ còn có giả ư? Nhân tộc các ngươi tức là lắm trò. Đến chương thủ lĩnh oán rồi. Nhà cũ có ông nội lẩm bà lẩm bẩm, một ông bốn thì phiền phức. Thêm một đứa trượt đại học mình đây, đối thật là chẳng muốn về nhà tiệu nào cả. Nhìn cái con đường này là nông thôn, bên phía trên là lúa đó. À đúng rồi, nếu ngươi đã quên tên mình đi, ta gọi, ta nên gọi ngươi là gì đây? Ngươi có thể gọi ta là Chí Tôn Vô Địch, đẹp trai nhất trời, nhất vượng, nhất yêu vương đại nhân. Cái mặt chẹt như cái chết này của ngươi mà cũng dám gọi là đẹp trai nhất à? Còn nữa, nếu ta không nhớ nhầm thì chúng ta đã ký hợp ước chủ tớ rồi đúng không? Ngươi là nô bộc mà còn dám yêu cầu ta gọi ngươi là đại nhân à? Thấy hồng quản tổn thương, ta là bị xét đánh, hơn nữa không thể rời xa ta quá. Ta còn thể tùy tiện trôi hắn lại, rất dễ dàng có thể đoán được điều này. Đầu óc của ngươi không giống như đã mất đi ký ức, mà là có bệnh đi. Ta cảm thấy gọi ngươi là ngu ngốc mới hợp đó. Cái gì? Sao hắn có thể đoán được? Nhân tộc đều là xảo trá như vậy ư? Chuyện gì vậy? Vậy là đã đặt được tên rồi à? Tình huống gì vậy? Công năng cơ bản của hiệp ước chủ nhân đặt tên cho nô bộc là vĩnh viễn, không có cách nào thay đổi. Ôi, cùng bà đó không thể lấy một cái tên nào kỳ phát hơn hay sao? Tên nữa,
Ta mở đó chứ, ta cũng đâu có biết là có thể đặt tên cho ngươi chứ. Ngươi cũng không nói cho ta biết hiệp ước có công năng gì. Hơn nữa ngươi quên mất tên của mình trước. Ai, trời dành hỡi, rốt cuộc là ta đã làm nghiệp gì chứ? Chà đã, ngu ngốc cái gì? Còn nữa, biết danh đồ ngốc, xà điệu của ngươi là cái gì? Ai, ta cảm thấy ngươi không muốn biết. Ta, không, ta muốn. Nhật phàm, cho ra bị gì ngờ thật hay là đang múa rối thế? Ông bốn, đây mà gọi là ông bốn nè. Wow, cao thủ dân làm là đây chứ đâu. Nguy hiểm. Ôi trời, nhảy tới 60-70 mét. Xuống, bây giờ ông ấy lại lợi hại như vậy ư? Không tốt rồi, ông ấy đến rồi. Ông ấy lại sử dụng cái chiêu đó rồi. Ai không có một ốc đừng có qua đây. Út chà. Phạm nhân Nhất Phạm, không được rồi, cháu đã trượt đại học, tân thể lại kém cỏi như vậy. Ngày đã chiều nhất nhất ký bình, à cuồng bốn cũng không đỡ được. Như thế thì sau này làm công nhân vác gạch cũng còn vác nổi. Ông, con bà nó có bệnh sao? Lần nào cũng chơi cái chiêu này, ông không chán hay sao? À, ông cho rằng ông là trưởng bối thì tôi không dám đến ông có phải không? Ê, chờ đã, cháu không sao ơi, cháu không đâu à. Trước kia lần nào cũng nằm lăn lầm lộn khóc lóc cơ mà. Hả? Còn nữa, tôi của cháu là đồ phụ kiện mạnh gà mới ra à, sao mà xấu quá vậy? Ê, à đúng thế hả, tại sao lại không đâu vậy? Tình huống gì đây? Mình mạnh lên rồi à, nhưng mình không có trọc mà. Chẳng lẽ là do khế ước? Khá lắm. Cùng ông về nhà thôi, nhóc con à, chiêu đòn tốt hơn rồi hồi Tết đó. Người trẻ tuổi là cần phải thường xuyên rèn luyện. Kỳ địch rõ ràng sinh muộn hơn mình có vài ngày. Chẳng qua là bối phận lớn, ngày nào cũng tỏ mình là người lớn trước mặt mình để cho tức quá mà. Cái thằng men sơ sơ thôi, Ade đã hiểu là giống y như người ở phía Bắc gì đó. Là tuy tuổi nhỏ nhưng vai vớ thì lớn hơn gấp đuôi. Tập 4. Ông bốn à, Nhất Phạm nhà ông về quê chơi đi à? À đúng vậy, đúng vậy. Nhất Phạm đội trưởng Mỹ thuật nổi tiếng cái đúng không? Bao giờ thì ông mở tiệc chiêu đãi mọi người đây? À, cái thằng nhóc kém cỏi này còn kém 100 điểm so với điểm chuẩn đó, không đủ. Ai chà, thế thì đáng tiếc quá. Cái địch mở, đánh người không đánh mặt, thân thích như cái quần què à? Cô ấy nói chỗ đâu của mình được chứ? Ai ngu ngốc, vừa nãy là tình huống gì vậy? Tại sao ông ta lại đánh trúng người mà ta lại không cảm thấy đâu vậy? Bởi vì khứ ước cho nên ngươi được một nửa tiền phú của ta, nhưng mà phải tiêu hao yêu khí của ta đó. Ta vốn có thân thể bất diệt, tuy rằng trạng thái hiện tại chỉ là tiểu yêu, nhưng cho ngươi mượn một nửa tiền phú là đủ cho ngươi vô địch trong giới phạm nhân rồi đó. Yêu khí? Ông bố mà, mau chóng trở về đi, nhà các ông đã xảy ra việc rồi đó. Ai không được, cho dù là dí và các người hôm nay xé trời, lão nương cũng sẽ không đồng ý. Giọng nói của mẹ, chuyện gì vậy? Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Nhất Phạm, về rồi à? Vừa lúc thì cả nhà đi đầu đủ rồi, vậy ta chính là tuyên bố. Bắt đầu từ hôm nay, lão tứ chính thức tiếp nhận truyền thừa đạo sĩ của chúng ta. Hơn nữa trở thành gia chủ mới của nhà chúng ta. Hay gia chủ thì có gì hay ho, bất tính đạo sĩ giá cũng chỉ lừa người ta làm phép sự vào ngày lễ Tết kiến chức tiền thôi, ai thèm chứ. Còn lão Tam phụ trách cung cấp tài nguyên cho gia chủ tu luyện. Lần này lão tứ lúc luyện còn vài viên linh thạch, còn 50 vạn, lão Tam một chóng chuẩn bị tiền đi. Cái gì cũng không đồng ý, dựa vào cái gì mà nhà cô phải ra tiền mà lão tứ nằm hưởng chứ? Hơn nữa nhất Phạm phải thì lại phải nuôi lão tứ thì già có ăn đốt à? Linh thạch, ông muốn tu luyện cần linh thạch, bọn họ có còn có con đường mua linh thạch à? Mà mình cũng cần mà. Hay không đúng, ông nội là đạo sĩ giả thì biết gì chứ? Chẳng lẽ bọn họ bị người khác lừa? Lão Tam, quản vợ mày đi, chuyện lớn trong nhà còn giàu không được xen mồm. Còn có Nhất Phạm nữa, học hành không ra gì,
Thôi đi tìm việc làm đi, giúp đỡ cung phụng ông bốn của nó. Ông nội à, cháu đi hay làm tiếp tục thi lại? Ông nói chuyện chứ đâu có quyết định được đâu. Hơn nữa thân phận đạo sĩ giả của ông ốc quơ ai chả biết chứ. Bày trò làm người thừa cớ làm chi? Gia chủ muốn lên thạch tu luyện đi chứ. Ai, ông bị người ta lừa gạt rồi. Thằng nhóc, nói chuyện với ông nội kiểu gì đó, ổn sực. Ông không cho cháu đi học còn bắt cháu đi làm kiếm tiền chồng bốn tiêu lung tung. Cháu nói hai câu không được à? Tất cả im mồm. Ai biết mày, biết ngay là tụi mày không tin. Đi theo tao, hôm nay sẽ cho hai mẹ con nhà mày mở rộng tầm mắt. Ông Lý à, tiệc rượu sắp bắt đầu rồi. Nhà ông còn định đi đâu vậy? Đừng vội, lát nữa sẽ quay về. Mọi người ăn tạm chút đồ đi, bận đạo lát nữa sẽ trở về. Nhìn là nhà hôm nay là ngày vui của Tiêu Tứ, không say không được đâu. Được. Miếu Thu Địa đến đây làm cái gì chứ? Yêu khí càng ngày càng nồng đặc rồi. Thổ Địa già chờ trách, ta mang con cháu Lý già tới mở mang tầm mắt, ngài phải phù hộ cho con cháu nhà họ Lý nhé. Nguồn gốc yêu khí là ở phía sau đền thờ này à. Đi theo ta. Đây chính là ta làm đạo sĩ Màu Sơn. Hả? Chứng cứ. Kỳ địch, tại sao ông nội lại ngâm một con lúc chù mạnh luôn đi? Đây là cái quỷ gì vậy ông nội à? Hàng năm ông uống rượu ngâm thuốc là cái này sao? Hả, cô Ly đố chứ? Ức hiếp người quá đáng mà. Ức hiếp yêu quá đáng mà. Hả, cái yêu quái? Yêu vào phương nào là sao lại dám làm sàng ở Lý và ta? Tất cả dừng tay lại cho ta. Không ngờ phá miệng của ngu ngốc lại có thể uy lực khủng bố đến như vậy. Dám thương tổn ta. Lão tứ chớ kích động. Đều là một người một nhà, có lời cứ nói được cái đồng thủ chứ. Hai người này bị dọa cho ngu rồi à? Cũng may là một kẻ ngu. Tao bị ông già ép học cái thức truyền thừa khỉ gió này tới 12 năm rồi. Rồi hồi tiểu học, mày ở thành phố học nghệ thuật, còn tao đây, tao cũng bà nó từ 6 tuổi phải tu luyện ở trên núi Cần Cốt. Mày có biết tao chịu khổ thế nào không hả? Cái thằng chó cái địch, ông đánh thật à? Hồi đầu mượn dùng thiên phú thực sự lợi hại, trực tiếp tăng cường lực phòng ngự. Ngu ngốc, con có thể biến ngươi thành chùy như lần trước được không? Có thể biến thành thứ khác được không? Có thể. Ngươi có thể biến ta thành vải vật phẩm mà ngươi nhìn thấy. Tưởng tượng ra, nói đơn giản là vật phẩm mà người vô cùng hiểu biết kết cấu đó. À, đó cũng là một loại mượn dùng thiên phú. Còn chúng ta liên hợp sử dụng. Vậy thì tốt. Biến thành thuẫn tròn treo trên tay trái của ta. Ố cờ. Hay là để ta giúp người đánh chết hắn đi rất dễ dàng. Đây là việc nhà của ta, đừng có tự quyết định. Thời trung học, mày đi nét chơi lờ. Còn tao thì đang luyện con cốt. Tại sao con tiểu yêu quái này lại thành thuẫn tròn rồi, cứng quá. Ê, còn đánh nữa thì tôi trở mặt đó. Lúc cấp 3 thì mày yêu thầm chị gái hàng xóm, còn tưởng rằng mọi người trong nhà cũng biết. Tao cùng bà nó vẫn đang luyện cân cốt. Nói chung là thời trẻ của anh chàng này là luyện cân cốt từ 20 năm. Cái địch mở việc này mọi người đều biết rồi. Vậy thì sao chứ? Liên quan éo gì tới ông? Lão tử chơi game tán gái liên quan đích gì tới ông? Liên quan gì? Tất nhiên là có liên quan rồi. Vốn dĩ tao rất hận mày, cháu trai yêu quý nhất phàm của tao. Bởi vì tao vốn dĩ nên có cuộc sống giống như mày. Nhưng hiện tại tao chỉ là một kế nhà vua. Nhưng mày mang con yêu vật này tới trước mặt tao, tao bỗng nhiên cảm thấy rất là vui vẻ. Lần đầu tiên nhìn thấy con yêu vật thực sống thực sự.
cho nên ta phải giết nó, sau đó trở thành đạo sĩ màu sơn chân chính. Ồ, há chỉ là một tên phàm nhân luyện khí kỳ mà cũng dám nghĩ tới giết bản vương ư? Tuyệt sát kỹ, giết yêu ngũ lôi, phá tâm sát. Không rồi, lão tứ quyết tâm giết yêu rồi. Hai nhất phàm muốn chạy đi, ta lại biến. Lão tứ chịu đựng ông mười mấy năm rồi đó. Ừ. Ây da, sức lực khá lắm, nhưng mượn dùng lực của yêu vật, rốt cuộc chỉ là con đường tà đạo không ra gì. Ừ? Mọi người làm sao vậy? Đạo tứ cẩn thận với sâu, nhân loại ti tiện. Á đù, nhân lúc ta xỉu khi đột phá đại yêu mà đánh lén ta, còn phong ấn ta vào trong bình rượu. Hiện tại các người đã chuẩn bị chịu chết chưa? Tiêu Bạch à, hình như Lý Gia xảy ra chuyện rồi, có cần báo cáo cho cục quản lý yêu tộc không? Không kịp rồi, chúng ta vừa đi vừa xin chỉ thị cấp trên vậy. Ai phiền quá, em còn chưa được ăn cơm tối nè. Tập 5. Bản tôn ngủ say vài trăm năm rồi, lâu rồi không được thưởng thức thịt người, hôm nay sẽ lấy ngươi làm món khai vị vậy. Con trai yêu nghiệt, chỗ của ta chỉ có ta mới có thể ức hiếp, không tới lực của ngươi, ta mau tả đó ra. Cút. Đừng sợ, xem ông hàng phục nó đây. Thiên linh linh địa, linh linh thổ địa, nơi đây không thiên đạt địa, xuất u nhập minh. Phá chụp ta. Hử? Ây da, thổ địa da, da đã bị vỡ rồi. Đáng ghét. Dạ. Úi cha, bầu tả ta ra. Ông nội, ông có được không vậy? Một cấu châu. Ngu ngốc, cái tên nhát gà người, con không cứu ta sao? Ta chết thì ngươi cứu tôi đời đó. Hai vừa nãy pháo miệng của ta sẽ tiêu hao hết yêu lực rồi, hiện tại không dùng được nữa, trừ khi biển không cứng lên được thì lấp kín miệng nó cho ta. Xuất hiện nữ hiệp. Tìm được ngươi rồi. Bất lý của người quái này, hắn là có thể đối phó, đổi được khai khá linh thạch đó. Ôi chú cho ơi, đại mỹ nữ, một lần có tới hai người, đúng là phong cách khác nhau mà. Ai không đúng là đại cứu tinh chứ. Hai cái thứ khỉ gì vậy, khẩu vị gì mà kinh quá gì. Ôi cha, một tối thế, bản yêu vừa con công sạch sẽ nữa rồi. Ây chật, ta xem người ngực to mông vẩn là cực phẩm yêu nữ, tại sao lại phải cộng sinh? Không bằng người đi chết đi, lấy danh nghĩa của cục quản lý yêu thú diệt yêu trừ ác. Hay cục quản lý yêu thú à, nghe có vẻ quen à. Cục viện lưu yêu thí là cái gì vậy? Nghe có vẻ rất là ngu bức à nhà. Tiêu rồi, không để nổi. Không ngờ cô ta lại đại yêu hóa hình trung kỳ. À, không phải chứ. Em xin lỗi, thật sự là em đói quá rồi. Hả? Ơi, làm ta hết hồn. Chuyện gì tới đây? Xong rồi, hy vọng cuối cùng cũng đã biến mất luôn rồi. À, bốn tôn bị nhốt ở nơi này, không có cơm ăn, không có gái sinh, đều do các người hỏi ta đi chết đi. Lùi lại, nơi này giao cho tôi.
Ồ, chỉ dựa vào thân thể phàm nhân của người. Tiểu Bạch, mượn lực biến hình qua, biến như thị thủ mặt trăng vậy, nhưng mà lại có sừng. Chú cha ơi, xoay xoay hai cái thằng này, chắc là cùng một hãng ra đây. Chết nè, lâu rồi không đi săn rồi, hôm nay ta sẽ chiến đấu thoải mái. Hay, rõ ràng là yêu tộc, lại cứ thích trà trộn cùng nhân loại. Cái loại cộng sinh phái này ăn cái táo rầu cây sùng quất người, không đáng tồn tại trên thế giới này. Khôn kiếp, không cho người nhục mã Tiểu Bạch. Ô gọi thân thiết kìa ha, quả thực là ghê tởm vô cùng. Đều chết đi hết cho to, không tốt rồi. Ôi chú cha, đánh dữ dằn quá, đúng là thần tiên đánh nhau mà. Ây da, ây, trúng ai không trúng, trúng vào chỗ của thần mình. Ây da, to quá. Khốn kiếp, mắt của người đang nhìn chỗ nào vậy? À, tôi không nhìn thấy gì hết, tôi bị mù rồi. Đáng ghét. Bản Yêu Vương cảm thấy trong cơ thể tràn đầy lửa nóng. Có phải là đầu óc của người đang nghĩ tới miêu thuật, vô thuật, cổ thuật trên người miêu nữ hay gì không? Rõ ràng biết được người là ký chủ của ta, ta sẽ căn cứ vào tưởng tượng của người biến hóa thành bất kỳ hình thái chiến đấu nào cũng nào ngươi cần. Ai nghĩ đi tùng cái gì chứ, ta không tưởng tượng gì hết. Ây da, máu ta đang sôi sào lên rồi, rất muốn phát tiết đây. Ngươi chính là, đừng trốn nữa, để ban vương thoải mái phát tiết đi. À, người định làm cái gì ta vậy? Ai già, không ngờ ta yêu quái cũng thích cái loại này. Chật ba ngày ban mặt mà bồi phong bại tục quá. Cúc ngày gần cùng bà đó, thực sự ăn bữa sao? Bổ tù là trai thẳng như thế. Nấu nè. Thôi rồi thằng nhỏ, dám chơi bổn tục, đáng chết. Ừ. Đáng ghét, xem ra là phải lấy ra bản lĩnh thực sự rồi. Nhìn cứ như sinh bò hung vậy. Kia là cái gì vậy? Phía trên có yêu khí rất mạnh. À, không phải nhìn ngọc một tí thôi sao? Tôi cũng không có cố ý mà. Đây là đại bảo bối của yêu tộc ta. Xem kỹ năng xoay chuyển của ta bắt hết các người đi. Nếu đã lợi hại như thế thì tại sao ngươi vẫn bị nhốt lại? Học sinh giỏi không hiểu vậy hội. Ta lắm mồm rú sàm, chết đi cho to. Bay đi đâu rồi? Không tốt, giọt tôi. Tập 6. Rồi nổ luôn cái viện rồi, cái đình rồi. Bản tồn và đại yêu bảo bối đã hợp thành một thể rồi. Nó là ta, mà ta cũng là nó. Trải qua bao nhiêu năm ngâm rượu cùng nó, cuối cùng bản tồn cũng triệt để nắm giữ được đại bảo bối rồi. Đừng hòng chạy. Hả? Cô nhiên lấy dung hợp vào rồi. Cơ hội tốt để đánh lén rồi. Ai loại người đó tiếng lại dám đánh lén ta? Hả? Lại cậu không sao chứ? Dạ, chóng mặt quá. Nè, cậu không sao chứ?
Ây da, thằng mày đúng là lợi ha, lợi hại quá. Úp mặt đúng vào cái chỗ đấy. Dám thương tổn loài người ở trước mắt ta, quả thực là vô pháp vô thiên. Ta sẽ cho ngươi xem bản lĩnh chân chính của ta. Ây da, à, tiêu rồi. Ây chà chà chà, ám huyết không hổ là quần nhân thế gia, ra tay đủ nàng ha. Xuất sắc, nghe đầu dương gia từ bối thủ vô địch tiền hạ, hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất giả nhiên không tầm thường. Xin lỗi nha, ám huyết tỷ à, nếu em không đối bụng thì đã không phải lãng phí nhiều thời gian để thu thập nó rồi. À không sao đâu, quan tâm nhiệm vụ là được rồi. Ám tuyết à, vất vả rồi, hiện tại nơi này giao cho tôi xử lý đi. Ban kho trưởng à, ngài sớm không đến, muộn không đến, tại sao phải đến đúng lúc trùng hợp như thế? Tôi tới đây là thu được chỉ lệnh của cấp trên. Cấp trên phát hiện nơi này xuất hiện ba động năng lực không tầm thường. Đây, ký kết cơ ước. Quách. Ta tốt rồi, biến hình luôn. Thế là cứ ký kết cơ ước là lại biến hình khác thôi. Thế ra yêu quái ký cơ ước với con người. Bộ truyện này rất là hay anh em ha. Nếu đề hay thì để lại bình luận phần của mình dưới phần video nhé. Cảm xúc chân thật nhất về bộ truyện như thế này, thể loại này, thì ở đây xin nghiên cứu tìm những bộ giống như thế này đã đăng lên cho bạn xem.